Trời Phật thương tình, vận số phú quý, tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nữ mạng, cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, giàu, nhanh chóng mặt, mua nhà, tậu xia, tiền tiêu ban đời không hết trong năm Giáp Thìn 2024. Hoan hỷ chào đón quý thính chủ tuổi Canh Ngọ đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý thính chủ luôn mạnh khỏe, bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông tiết lộ rằng quý thính chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, nữ mạng, là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong năm này. Vận trình được nhiều cát tinh cao chiếu, vận đáo hanh thông, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vụ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Vậy cụ thể vận trình ra làm sao để giải hung hoa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý thính chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, nữ mạng cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nữ mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, các bạn nữ tuổi Canh Ngọ 1990 là 35 tuổi âm lịch. Tuy năm này không phạm hạn thái tuế, nhưng vẫn không tránh khỏi sự đả kích của các hung tinh, làm cho vận may của bạn bị giảm sút. Tuy nhiên, năm 2024, nữ tuổi Canh Ngọ sẽ có vận trình sự nghiệp tương đối tốt nhờ sự trợ giúp của sao Thiên Đức chiếu mệnh, giúp cho sự nghiệp được hanh thông, cũng có cơ hội gia tăng tài lộc cho mình. Mặc dù vận may trong năm này của nữ tuổi Canh Ngọ có phần kém hơn, nhưng bạn có thể làm việc chăm chỉ và cố gắng sử dụng thành tựu sự nghiệp của mình để thúc đẩy sự phát triển của các vận may khác. Trong năm có các hung tinh, giác tú, thiên khóc, địa tang, làm cho nữ Canh Ngọ cũng gặp nhiều rắc rối trong các mối quan hệ làm ăn. Nếu không khéo léo sẽ gặp phải nhiều rắc rối về giấy tờ, tranh chấp, kiện tụng, sức khỏe trong năm cũng có phần yếu kém. Năm này, nữ tuổi Canh Ngọ nên chuẩn bị tinh thần để tránh gặp họa vào thân. Đồng thời, ở nơi làm việc cũng như trong cuộc sống, bạn nên tiết chế hết mức có thể, hạn chế tranh chấp, mâu thuẫn với người khác mà mình là người phải chịu nhiều thua thiệt. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nữ mạng là 35 tuổi âm lịch và 34 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của tuổi là Canh, thuộc hành Kim, gặp năm Giáp Thìn 2024, can Giáp, thuộc hành Mộc là tương phá. Cho thấy nữ Canh Ngọ nên chú ý về tình cảm, dễ nảy sinh các chuyện dẫn tới mâu thuẫn. Sức khỏe cũng là phương diện cần lưu ý. Ngoài ra, tài chính không được tốt, tiêu pha nhiều tiền bạc. Lời khuyên cho tuổi là nên có kế hoạch cho những khoản chi trong năm này. Xét về địa chi. Địa chi của tuổi là Ngọ, thuộc ngũ hành Hỏa, gặp địa chi của năm 2024 là Thìn, thuộc hành Thổ, chủ về bình hòa. Trong năm này mọi việc của người sinh năm Ngọ không có những đổi mới. Tuy nhiên bản thân nếu tiến hành thay đổi công việc trong năm này thì dễ hao tốn và chi tiêu nhiều tiền bạc. Đồng thời chú ý về nguồn vốn bỏ ra khó thu hồi về. Ngoài ra ngũ hành địa chi tuổi Ngọ và địa chi Thìn năm 2024 là sinh xuất nên sức khỏe không được tốt, tiền bạc cũng hao tốn nhiều. Xét về ngũ hành. Xem tử vi tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990 năm 2024, nữ mạng. Về bản mệnh thuộc thổ, gặp ngũ hành thuộc hỏa của năm Giáp Thìn, chủ về quan hệ tương sinh, rất tốt, cuộc sống có nhiều niềm vui mới. Đây cũng là năm rất tốt cho kế hoạch xuất tiền hay thực hiện các đầu tư tiền bạc cho làm ăn, mưu cầu về danh vọng trong năm này cũng được lợi. Nếu người tuổi này xuất hành đi xa thì chủ về thuận lợi và được giúp đỡ, cũng như hỗ trợ từ quý nhân. Xét về cung phi. Cung phi của người tuổi này Cấn, ngũ hành Thổ, gặp năm Giáp Thìn, có cung phi Chấn, ngũ hành Mộc là lục sát. Theo tử vi 1990 nữ mạng năm 2024, đưa tới những chuyện thị phi, công việc làm ăn có người phá hoại, tình cảm gia đạo trong nhà không hòa thuận.
Xét ngũ hành cung phi năm Giáp Thìn là tương khắc với ngũ hành cung phi người tuổi này, nên có thể bản thân phải suy nghĩ nhiều việc, lo lắng liên quan tới tiền bạc. Xét về tứ trụ, Thiên Tuyệt, Địa Hỏa chủ về trong năm nay, phương diện công việc làm ăn của nữ mạng tuổi Canh Ngọ không được tốt, ngoài ra, trong nhà thiếu hòa khí và có chuyện phiền muộn đưa tới. Mối quan hệ giữa can chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ cho thấy, năm 2024 tới đây, quý mệnh chủ Canh Ngọ nữ mạng nên chú ý đến sức khỏe, tập trung vào công việc và tài chính để đạt được thành công. Đồng thời, cần giữ gìn hạnh phúc gia đình và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân. Dù có gặp phải khó khăn và thách thức, đừng bỏ cuộc và luôn tin rằng tương lai sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn. Sao chiếu mệnh, sao thái bạch. Người bị sao thái bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Vận hạn, hạn thiên la. Khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái, dù điều trị nhưng không khỏi. Vận niên 2024, nữ mậu ngọ gặp vận niên, thổ lộng nguyệt, thỏ vờn trăng hay còn gọi là mèo chơi trăng. Là thỏ vờn trăng, báo hiệu một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc, đến nay tự nhiên gặp may mắn giải quyết được nhanh chóng suôn sẻ, thi cử dễ đoạt khoa bảng, xin việc hoặc thay đổi công tác được nhận vào chỗ tốt đang thiếu người. Gặp được bạn tốt, có tin vui trong gia đình. Tiêu pha tốn kém nhiều, cho vay mượn khó đòi, hạn chế đến nơi tiệc tùng, ăn uống. Vận trình cát hung của tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Hung tinh, năm nay không phạm hạn thái tuế, nhưng các bạn nữ bị hung tinh, giác tú, thiên khốc, địa tang quấy nhiễu, gây nhiều khó khăn trong vận trình của mình. Cát tinh, trong năm bạn có cát tinh thiên đức hỗ trợ, dù vận trình tổng thể khá tệ nhưng nhờ cát tinh này nên sự nghiệp và tiền bạc của nữ tuổi này lại có phần được tốt đẹp. Nữ tuổi Canh Ngọ 1990, trong năm 2024 có sao thiên đức là cát tinh, nhưng vì ham muốn phấn đấu không được mạnh mẽ, cho nên đôi khi có thể mắc phải sai lầm trong sự nghiệp, phát triển có phần chậm chạp. Lời khuyên cho nữ tuổi Canh Ngọ là lấy sự chăm chỉ là chìa khóa phá vỡ sự can thiệp của các sao xấu và đảo ngược sự đen đủi, tự tạo ra vận may cho mình. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Trong năm Giáp Thìn 2024, nữ tuổi Canh Ngọ 1990 có vận trình sự nghiệp tương đối suôn sẻ. Với sự trợ giúp của Thiên Đức Cát Tinh, những người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn trong năm nay, có khả năng phát triển và thăng tiến. Những người làm công ăn lương, viên chức, công chức có con đường công danh vững vàng hơn, được cấp trên đề bạt và tiến nhiệm, giao cho nhiều trọng trách quan trọng để thể hiện năng lực của bản thân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên khốc, bạn tỏ ra tương đối thờ ơ, không biết nắm bắt cơ hội, cũng như là nhờ sự trợ giúp của quý nhân, cho nên bỏ lỡ nhiều cơ hội trôi qua đáng tiếc. Lại thêm hung tinh giác tú, làm cho các bạn nữ gặp không ít rắc rối liên quan đến giấy tờ và các mối quan hệ xã giao. Vì vậy, các bạn nên điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, đặc biệt là trong sự nghiệp và mối quan hệ xã hội, ngoài sự chăm chỉ làm việc, thì nên cẩn thận các giấy tờ, điều khoản hợp đồng, chú ý đến lời nói và hành động của mình để sớm gặt hái được thành công. Thầy Gia Cát khuyên nữ tuổi Canh Ngọ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần Ngọ Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bạn, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Trong năm Giáp Thìn 2024, về phương diện tài lộc của nữ tuổi Canh Ngọ ở mức trung bình, tuy trong năm gặp khá nhiều hung tinh, nhưng theo tử vi thì vận số không có điềm báo nào ảnh hưởng nhiều đến vận trình tài lộc của bạn. Và năm này, do bị các sao xấu can thiệp quá nhiều nên nữ Canh Ngọ không có ham muốn kiếm tiền, dù có cố gắng nhiều nhưng tiền bạc không được mấy dư giả. Điều này làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và nản chí. Trong năm này bạn có thể nhờ vào sự thăng tiến của sự nghiệp mà gia tăng thu nhập cho mình. Nguồn thu nhập của nữ tuổi Canh Ngọ trong năm này chủ yếu là thông qua công việc chính, công việc nghề tay trái, việc bên ngoài cũng cho thu nhập, nhưng không nhiều.
Những người làm công ăn lương, công việc tiến triển có phần thuận lợi hơn, kèm theo đó là thu nhập khá ổn định. Vận tài lộc của nữ tuổi Canh Ngọ trong năm 2024 về cơ bản cũng có tiến triển và số tiền kiếm được chỉ được xem như là tốt hơn so với năm trước đây. Dù có kiếm được tiền nhưng khó tích lũy, cũng dễ phải chi tiêu cho những việc phát sinh ngoài ý muốn. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Đối với nữ tuổi Canh Ngọ trong năm này có vận trình tình cảm không được mấy tốt đẹp. Ảnh hưởng bởi thiên khốc và giác tú, nên tình cảm của các bạn có sự sa sút, gia đạo lẫn tình duyên đều u ám. Hầu hết những người tuổi Ngọ đều tương đối thờ ơ trong chuyện tình cảm. Trong năm nay, vận tình cảm của người nữ tuổi Canh Ngọ có phần suy yếu, tình duyên nhiều gập ghềnh, mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình khá yếu ớt và xa cách. Kể cả những người thân yêu đã từng gắn bó với bạn trong quá khứ cũng không mặn mà, mặc dù không có mâu thuẫn nào xảy ra. Trong tình yêu, thiên khốc khiến tính khí của nữ tuổi Canh Ngọ trở nên vô cùng lạnh lùng, thờ ơ, vận trình tình duyên ảm đạm, khó tìm được người phù hợp với mình. Thầy Gia Cát khuyên trong thời gian này, nữ tuổi Canh Ngọ hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm và hạnh phúc hơn. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho gia chủ. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Trong năm Giáp Thìn 2024, đối với các bạn nữ tuổi Canh Ngọ có vận trình sức khỏe cũng không được mấy khả quan. Hung tinh địa tang xuất hiện là nguyên nhân chính khiến sức khỏe của nữ Canh Ngọ không được tốt cho lắm, thường xuyên ốm bệnh. Không những vậy, dưới sự tấn công của các hung tinh khác, cũng đe dọa đến sự an toàn của bạn trong năm nay thêm phần đáng lo ngại hơn. Nhiều người tuổi này thường gặp xui xẻo hoặc tai nạn thương tích xảy ra. Vì vậy, trong năm Giáp Thìn này, nữ tuổi Canh Ngọ phải tăng cường đề phòng, cảnh giác bảo vệ an toàn cho bản thân, đồng thời nên nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe nhiều hơn. Bạn nào lái xe có thể treo bùa bình an trên xe như một vật trang trí và mang lại nhiều may mắn cho xe và gia chủ, mang ý nghĩa cầu cho cả năm an khang thịnh vượng. Ngày, giờ xuất hành tốt cho tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Các bạn nữ tuổi Canh Ngọ nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Xuất hành theo những giờ, ngày và tháng kể trên, chắc chắn bạn sẽ có nhiều thành công. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Canh Ngọ, nữ mạng, gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Canh Ngọ, nữ mạng, xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý bạn. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý bạn, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can,
địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Canh Ngọ 1990. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới xông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Tuổi xông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Quý Dậu, sinh năm 1993, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, nữ mạng, bản mệnh bình hòa, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tử vi tuổi Canh Ngọ, nữ mạng, năm 2024 có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không. Tam Tai năm 2024, nữ Canh Ngọ Phạm Tam Tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Năm này là năm Thìn, quý cô tuổi Canh Ngọ sẽ không phạm đại kỵ Tam Tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, Phạm Kim Lâu Xúc. Tuy đây là vận hạn không liên quan trực tiếp tới con người, nhưng gây họa đến gia súc, làm ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Hạn Hoang Ốc năm 2024, năm nay tuổi của bạn là Nhị Nghi không phạm Hoang Ốc, Nhì Nghi. Sau Nhất Cát là Nhì Nghi, là một trong ba cung tốt của sáu cung Hoang Ốc. Xây nhà trong năm này sẽ mang đến sự giàu có, hưng thịnh cho cả gia đình. Thái Tuế năm 2024, nữ Canh Ngọ không phạm hạn Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, nữ tuổi Canh Ngọ cần phải đặc biệt chú ý đến hạn Thiên La và sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sự tác động của hạn Thiên La đối với các bạn nữ tuổi Canh Ngọ trong năm 2024. Nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Hạn Thiên La thường chủ về tình cảm và tâm lý, cụ thể như sau. Về tình cảm, Thiên La được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Về tâm lý, khi gặp Thiên La, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Thiên La đối với các bạn nữ tuổi Canh Ngọ trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức, những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, cà phê. Thứ hai, tình cảm. Các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Nhất là tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau. Quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Thứ ba, tâm lý. Để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp Thiên La cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái. Sự tác động của sao Thái Bạch đối với nữ tuổi Canh Ngọ trong năm 2024. Sao Thái Bạch là một trong hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Gặp phải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh thường hao tốn tiền bạc tài sản lớn, gặp tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại, nhiều vướng mắc, rắc rối với luật pháp.
cần kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sao này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Khuyên những người gặp hạn này nên tu thân tích đức, sống hiếu thảo với cha mẹ, kính trên nhường dưới, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khó khăn cơ nhỡ, tật nguyền. Bên cạnh việc hóa giải vận hạn bằng cách tu dưỡng bản thân thì dưới góc độ tâm linh nhiều người làm lễ dâng sao giải hạn để mong muốn, hy vọng tạo nên sự an tâm, có niềm tin, lạc quan vui vẻ hơn trong cuộc sống, trước là bình an mạnh khỏe, sau là được hanh thông cát lợi. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch của tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nữ mạng, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch năm 2024, đối với tuổi Canh Ngọ 1990, nữ mạng. Về vận trình tài lộc của các bạn nữ tuổi Canh Ngọ, trong tháng này khá tốt. Tháng giêng, tâm trạng vui vẻ, háo hức đón Tết Nguyên đán. Hầu hết các bạn tuổi này đều có nhiệt huyết tương đối cao. Bạn rất vui khi nhìn ra được nhiều vấn đề trong cuộc sống, hăng hái làm việc nên nhận được thưởng đầu năm sẽ rủng rỉnh. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải quan tâm tới sức khỏe, khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn. Trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn, chính vì vậy mà bạn cần phải cẩn trọng nhiều hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Canh Ngọ 1990, nữ mạng. Nữ tuổi Canh Ngọ có tình duyên không mấy tốt đẹp trong tháng này, bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, tính khí của bạn thay đổi mạnh mẽ. Bạn tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, nên khó được lòng mọi người xung quanh. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của giác tú cũng sẽ mang đến nhiều phiền phức, khiến các bạn nữ Canh Ngọ gặp nhiều xui xẻo. Đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Vì vậy, khuyên các bạn nữ tuổi Canh Ngọ nên ý thức hơn về sức mạnh của hung tinh, cần chú ý, cẩn thận hơn trong tháng này. Ngoài ra, các bạn nữ cũng cần chú ý những vấn đề liên quan tới tiền bạc, không nên cho vay mượn về tiền bạc, rất dễ xảy ra cãi vã, gặp rắc rối. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Canh Ngọ 1990, nữ mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, vận trình tài lộc của nữ tuổi Canh Ngọ ở mức trung bình. Nhìn chung, xét về mặt tài lộc thì tương đối ổn định, nhưng về phần của cải tích lũy thì khá ít, do kinh nghiệm quản lý tài chính chưa đủ hoặc triển vọng đầu tư đang còn thấp kém. Nữ tuổi này nên dành nhiều thời gian cho việc nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công việc, cũng như có kế hoạch về quản lý tài chính tốt hơn, tránh tình trạng thu không đủ chi. Vận trình tháng 4 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Canh Ngọ 1990, nữ mạng. Nữ tuổi Canh Ngọ trong tháng này do bị ảnh hưởng bởi thiên khóc, địa tang, làm cho một số người sẽ nhận được tin trong họ hàng có tang tóc hoặc tin xấu xung quanh mình trong tháng này. Kết quả là bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực, gặp chuyện buồn phiền. Tháng này trông bạn rất suy sụp và thiếu tinh thần chiến đấu, tài lộc cũng vì thế mà sa sút. Bạn nên chú ý điều chỉnh tâm lý trong tháng này, đừng buồn phiền quá lâu. Nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân do năng lượng tiêu cực quá lớn, điều này làm cho vận trình tài lộc của các bạn cũng phủ màu ảm đạm. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Canh Ngọ 1990, nữ mạng. Tháng này, do chịu ảnh hưởng hung tinh, năng lượng tiêu cực đeo bám từ những chuyện buồn phiền trong tháng trước, nên các bạn nữ tuổi Canh Ngọ tỏa ra rất lạnh lùng, ít ham muốn chuyện yêu đương và không muốn thoát ra khỏi cảnh độc thân,
Dù có nhân duyên đến nhưng bạn cũng không muốn mở lòng để đón nhận. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến bạn, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình cũng gây ra nhiều áp lực cho công việc, khiến hiệu quả và tiến độ công việc chậm chạp, làm ảnh hưởng đến uy tín của bạn. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình, do bạn đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Vận trình tháng 6 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Canh Ngọ 1990, nữ mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch này, nữ tuổi Canh Ngọ được dự báo công việc đã đi vào ổn định. Bạn nên tập trung vào công việc nhiều hơn để quên đi sự muộn phiền. Điều này cũng giúp cho bạn tạo được niềm vui và gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Nữ tuổi Canh Ngọ trong tháng này kinh tế có dấu hiệu phát triển, kinh doanh buôn bán có phần thuận lợi. Tuy nhiên tiền bạc cũng chưa có được sự dư giả nhiều, bạn cần phải nỗ lực hơn nữa. Ngoài ra, các bạn cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Bước sang tháng 7 âm lịch năm 2024, đối với tuổi Canh Ngọ 1990, nữ mạng. Trong tháng 7 âm lịch này, dù là tháng cô hồn, nhưng về vận trình sự nghiệp của nữ Canh Ngọ có phần khởi sắc. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, được bề trên dẫn đường chỉ lối và ban cho cơ hội, việc làm của bạn sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ là sự nhiệt tình trong công việc của bạn không cao lắm, cũng chưa biết nắm bắt cơ hội thì chỉ là sự phát triển tầm thường. Vì vậy, nữ Canh Ngọ nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc. Có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Canh Ngọ 1990, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, nữ tuổi Canh Ngọ lại bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, công việc sự nghiệp gặp phải những trở ngại nhất định. Chủ yếu gặp rắc rối là do bản tính nông nổi và hiếu thắng của mình. Bạn chỉ muốn làm theo ý mình nên không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đó chính là lý do bạn thường xuyên mắc vào lỗi lầm, thậm chí là lỗi sai cũng không chịu sửa, mắc đi, mắc lại nhiều lần. Đặc biệt là trong gia đình, bạn dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Canh Ngọ 1990, nữ mạng. Trong năm 2024, tháng 9 âm lịch, đối với các bạn nữ tuổi Canh Ngọ có vận trình tương đối tốt, ngũ hành tam hợp, dần ngọ tuất phù trợ, sẽ mang đến cho bạn nhiều năng lượng tích cực để thực hiện các dự định của mình. Tháng này, đối với những ai đang có ý định quản lý lại tiền bạc thì cũng nên thử xem, nếu làm được thì hãy làm ngay trong tháng này nhé. Nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu, bạn có thể thu được rất nhiều lợi nhuận, việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều thuận lợi, làm cho túi tiền của bạn không ngừng tăng lên. Về phương diện tình cảm cũng có sự khởi sắc, bạn có cơ hội gặp gỡ giao lưu mở rộng mối quan hệ xã giao, đối với những người độc thân có cơ hội gặp được một nửa của mình trong tháng này. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2024, đối với tuổi Canh Ngọ 1990, nữ mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch, vận trình công việc của nữ tuổi Canh Ngọ có chút bận rộn. Các bạn nữ phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Những người làm lãnh đạo sẽ có điểm bổ nhiệm lại chức trách, có xáo trộn trong cơ quan, đào tạo nhân viên mới, đầu tháng tương đối khó khăn. Tháng này tài lộc của nữ Canh Ngọ có chút giảm sút, tuy vẫn có thu, nhưng có nhiều việc cần phải chi tiêu ngoài ý muốn. Ngoài ra tháng này các bạn nữ cũng nên chú ý làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức lại ốm bệnh. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Canh Ngọ 1990, nữ mạng. Nữ tuổi Canh Ngọ trong tháng này không bị ảnh hưởng nhiều bởi hung tinh, cho nên tình hình sức khỏe tương đối lạc quan. Sự năng động, nhiệt tình, tinh thần sung mãn, trông tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm. Vận trình của nữ Canh Ngọ sẽ có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của cát tinh. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, có được sự lạc quan. Nhìn chung, trong tháng này các bạn nữ Canh Ngọ có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho các bạn có được nhiều niềm vui và an tâm hơn phần nào về tài chính hiện tại của mình. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2024, đối với tuổi Canh Ngọ 1990, nữ mạng. Về phương diện tài lộc của các bạn nữ tuổi Canh Ngọ trong tháng này tương đối tốt, mặc dù tháng này là tháng cuối năm, tương đối bận rộn, nhưng tình hình có vẻ tương đối suôn sẻ. Những người làm kinh doanh, buôn bán thì công việc diễn ra thuận lợi, hàng hóa tấp nập,
Điều này giúp cho các bạn có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết Giáp Thìn sắp tới. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.